pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật Bạch Toàn Giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Tôi sẽ tán dương Đức Phật Bậc Toàn Giác. Buddho Bodhaya Sisi Sitan Toyo Tamasayasa Tamasayasa Nto Tamante No Adresayasa Ni Buddho Ni Banasayasa Loka Tana Lokatreno lokatumai kuzaya tetsu chetomudo Yo nago buddha naga miro yati 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 kachi lepa yati Budo tisale inkuro rai to chinti edo mui chiyue Hora yata chutai tatu oboru Tento kuro ga bin chi do mu i chi ve Temeta ya sa chutai sa tu o lu lu ku tu me yin chi ta bi chen na le ga Tento kura ga bin ki li ta u ku ka si yin do mu i chi ve Temeta ya sa chutai sa tu o lu lu ku tu me yin chi ta bi chen na le ga Sino wa dandaya na wa gresango Kutan to chao kuro ra yao pi chue sa liye Trena ya sa kuro ta tu chu tai tu ro me gu ta wa ma le kando Kutan to chao yao cha ba di tin chu ga le gao Nibuddho kilita prenita vinsan yote Kuro rai ti ni no mu mi che ye Nibbana thaya sa kuro tatu ve ne duro dukha se ni da ba zi din su na laga Thaman ni vili na damasako Hidi di guna shi ta mi ta api Hocharo buke kazi i Loka trena loka tumai kuzaya tetsu shito mudo Sanaga buddha naga miro yadi asi Yato tatu yaswa syagu Nami namani kuno nalong tong tong tiang tiyo Nangu sho yu gado miyano le tong mo yu Shiko u tiyo pa yi Yaswa tiya, yaswa tiya Sadhu, sadhu, sadhu. What am I explaining to all of you? Và các hòa thượng, tôi đang giải thích điều gì đến cho quý vị? À,
comment so that they were explaining about the deserve and Apsupa. And Supa practitioner. Two kinds of practitioner. Yes. How to be serenity and insight practitioner, how to be pure insight practitioner has been explained to a certain extent. Chúng ta đã bàn về làm thế nào để trở thành thuần quán thừa hành giả và chỉ quán thừa hành giả. Chúng ta đã giải thích ở một cái mức độ nào đó. Do you remember the way how serenity and insight practitioner practice and how pure insight practitioner practice? Quý vị có nhớ cái thuần quán thừa hành giả thực hành như thế nào và chỉ quán thừa hành giả thực hành như thế nào không ạ? So for those who want to be samatha yanika or serenity and insight practitioner, you need to develop absorption jhana concentration. After that, you need to continue insight meditation. Đối với những người muốn là chỉ quán thừa hành giả thì họ cần phải phát triển được định an chỉ và sau khi đó thì họ tiến qua thiền quán minh sát, thiền minh sát tuệ. Do you remember how many meditation objects quý vị có nhớ có bao nhiêu đề mục thiền mà Đức Phật đã dạy khi Ngài dạy về vô lậu học thứ hai? 40. Do you remember how many meditation objects the Buddha taught? And he taught the three. Quý vị có nhớ Đức Phật đã dạy bao nhiêu đề mục thiền khi Ngài dạy về cái vô lậu học thứ ba không ạ? Hai. Như vậy thì hai này là gì? Nama and rupa. Danh và sắc có nghĩa là thân là về sắc, sắc khác và tâm khác. Rupa meditation and nama meditation. Vậy này khẳng định là đó là sắc khác và danh khác, có nghĩa là sắc ở đây có đối với những vị chưa quen với từ có thể là sắc có được hiểu là những vật sắc và danh là tâm thức. So, for those who want to be serenity and insight practitioner, after having developed absorption concentration, they need to start rupa meditation and practicing four elements. Vậy đối với những người muốn là chỉ phá thừa hành giả thì họ cần phải phát triển an chỉ định trước, sau đó họ chuyển qua phân biệt sắc pháp, thì họ bắt đầu việc phân biệt sắc pháp bằng thiền tứ đại. For those who want to be pure insight practitioner, as they have no absorption concentration, they need to directly start insight meditation by practicing four elements meditation. Còn đối với những người mà muốn trở thành thuần quán thừa hành giả, vì họ không có phát triển được an chỉ định, do vậy họ cần phải trực tiếp đi qua thiền quán Vipassana bằng cách thực hành thiền tứ đại.
So I will ask you a question again. What is the difference between divinity and insight practitioner and pure insight practitioner? Tôi muốn hỏi quý vị lại một câu hỏi nữa, đó là sự khác nhau giữa thì thuần quán thừa hành giả và chỉ quán thừa hành giả là như thế nào? So, serenity, insight practitioner, are those who have concentration, and after having developed concentration, they continue vipassana. But for those who are pure insight practitioner, as they have no absorption concentration, without having developed concentration, absorption concentration is practice four element meditation at the beginning of insight meditation. Như vậy, sự khác nhau giữa hai loại hành giả này là chỉ quán đối với chỉ quán thừa hành giả là những người họ có định, họ đã phát triển được an chỉ định và họ chuyển sang thiền quán minh sát tuệ. Còn đối với những hành giả thuần quán thừa thì họ không có phát triển an chỉ định mà họ đi thẳng vào thiền tứ đại như là cái bước khởi đầu của việc quán sát. So now you're clear. Serenity practitioner, they have concentration, absorption concentration. Như vậy, quý vị bây giờ đã rõ là đối với thị chỉ quán thừa hành giả là những người mà họ có phát triển được an chỉ định. What do you think about pure insight practitioner? Have they concentration of quý vị nghĩ thế nào? Còn đối với những vị mà thuần quán thừa hành giả đó thì họ có định hay là không có định? Yes, yes. So I have shared with all of you. We will talk 40 kinds of samatha meditation objects. Among 40, 30 lead to absorption, and the remaining 10 lead to active concentration. Four element meditation includes in the 10 meditation objects which can attain up to active concentration. Và có người trả lời rằng họ cộng định đó là cộng định. Thì thiền sư bảo đúng vậy. Đức Phật đã dạy 40 đề mục thiền, thì trong 40 đề mục thiền thì 30 đề mục thiền đưa đến an chỉ định, còn 10 đề mục còn lại đưa đến cộng định, và thiền tứ đại nó nằm trong 10 cái đề mục này, và do vậy nó có thể đưa đến cộng định. When both types of practitioner practice four elements meditation, systematically, determining the characteristics of four elements in their body, finally, they will achieve excess concentration. Khi hai hạng hành giả này họ thực hành thiền tứ đại một cách có hệ thống và họ quán các cái đặc tính của tứ đại trong thân phần của họ, thì cuối cùng họ đều đạt đến cộng định. That's why you should understand that pure insight practitioner has concentration to only having no absorption concentration. Vì vậy quý vị nên hiểu rõ rằng đối với khi thuần quán thừa hành giả thì họ vẫn có định, chỉ là họ không có cái an chỉ định, tức là các cái bậc thiền. Do you remember the purpose of practicing meditation? Quý vị có nhớ cái mục đích của việc hành thiền là gì không ạ? Có người trả lời là để thấy và biết cái sự thật như nó là. Do you remember what is the name of the talk I'm giving?
Quý vị có nhớ cái tựa đề của bài pháp mà tôi đang giảng không ạ? What is the purpose of practicing meditation? Why do we need to practice meditation? Is the title of the talk that I'm giving. Và cái bài pháp tôi đang giảng cái tựa đề là tại sao chúng ta cần phải hành thiền. Why do we need to practice meditation? Because we want to know, we want to see the truth. À, tại sao chúng ta cần phải hành thiền? Vì chúng ta muốn thấy, chúng ta muốn biết cái sự thật như nói là. You want to see the Buddha? Quý vị có muốn thấy Đức Phật hay không? You really want to see the Buddha? Quý vị có thật sự muốn thấy Đức Phật hay không? Yes. I want to share with all of you. In time of the Buddha, who sees the Buddha? Those who see the physical body of the Buddha. There are many those who don't see. Should be like this. There are many those who didn't see, even though they see the Buddha. Tôi muốn chia sẻ với quý vị điều này. Vào thời Đức Phật, có những người họ gặp Đức Phật, họ thấy kim thân của Đức Phật. Tuy nhiên, có những người họ không thật sự thấy Đức Phật, mặc dù họ nhìn thấy Đức Phật, họ gặp Phật. I will improve my sentence a little bit. Tôi sẽ cố gắng phát triển cái câu của tôi, triển khai cái câu của tôi rộng ra. There are many those who didn't see the Buddha, even though they meet the Buddha. Có rất là nhiều người họ không thấy được Phật mặc dù họ đang gặp Phật. There are many those who see as they meet the Buddha. Và có những người mà họ đã thấy Đức Phật như và họ đã gặp được Đức Phật. There are many those they also there are many those who see the Buddha even though they didn't meet the Buddha. Và có những người mà họ đã thấy được Đức Phật mặc dù họ không gặp Đức Phật. Do you understand what I am telling all of you? Quý vị có hiểu những gì mà tôi đang nói với quý vị không? Yes. Who do you want to be? Quý vị muốn là người nào? You cannot be the one who can meet the Buddha now. Như vậy là quý vị không thể là cái người mà có thể gặp được Đức Phật. Is it possible to see the Buddha at this present? Như vậy thì nó có quý vị có thể là cái người mà có thể thấy Đức Phật không? Yes. Trong thời hiện tại này có khả năng để có thể thấy Đức Phật không? Okay, is it to please tell me how? Nếu mà quý vị nói là có thể thì hãy nói cho tôi biết làm cách nào. Có nhiều người trả lời rằng đó là thấy được chánh pháp và thì tôi trả lời đúng vậy. You remember Venerable Vaishnavi? Quý vị có nhớ cái ngài Vaishnavi không? In times of the Buddha. One day, when the Buddha goes for alms, there's one gentleman, see the noble appearance of the Buddha. Và thời Đức Phật, một ngày nọ, khi Đức Phật đi khất thực, thì có một người đàn ông, họ nhìn thấy Đức Phật, ông ta nhìn thấy Đức Phật và thấy cái vẻ đẹp thánh thiện tỏa ra từ kim thân của ngài. It's the Buddha. It's the one who has removed all the defilements. Even habitual tendency has been removed by the Buddha, heart and creation knowledge. Bởi vì Đức Phật là bậc đã
giác ngộ và ngài đã hoàn toàn từ diệt được tất cả các cầu học, ngay cả các tiền thiên tập, và nó cũng đã được tận diệt hoàn toàn. Two, the behavior, the manner of the Buddha is there is no any fault, very complete. Và do vậy các cái oai nghi, các cái hành vi cử chỉ của ngài nó rất là hoàn hảo và không có một lỗi lầm nào cả. The handsomeness of the Buddha is out of compare. Và cái vẻ đẹp của Đức Phật là một cái vẻ đẹp không có một cái sự so sánh nào có thể. So that gentleman, what happened to his mind? Và đối với cái người đàn ông này, lúc này thì trong tâm ông cảm thấy như thế nào? This thought arose in his mind. Và cái suy nghĩ này nó khởi lên trong tâm ông. Thật là hoàn hảo đối với các cái cử chỉ của ngài. So perfect is his appearance. Và sự dung nha của ngài, dung mạo của ngài thật là toàn hảo. This thought arose in his mind. I want to see this. Và cái ý nghĩ này đã khởi lên trong ông. À, tôi muốn chiêm ngưỡng dung nhan của bậc thánh giả này, của Đức Phật này mỗi ngày. I want to see such perfect. Và ông đã nghĩ như thế này. Tôi muốn nhìn thấy cái vị hoàn hảo như vậy. How to do to see such perfect one? Làm thế nào mà để gặp cái vị mà toàn hảo này? He decided to obey. Và he decided to obey because he wanted to see the Bởi vì và vì muốn như vậy cho nên ông ấy đã quyết định xuất gia. Ông ấy xuất gia để được gặp Đức Phật. The lesser beings, they are very beautiful, they are very handsome, but their beauty, their handsomeness are out of comparison to the Buddha. Chư thiên thì họ có cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời, và họ rất là đẹp đẽ, tuy nhiên cái vẻ đẹp của họ cũng không thể sánh với vẻ đẹp của Đức Phật. No two. Và không có một cái người nào thứ hai. If you see the Buddha, what will you do? Nếu mà quý vị gặp được Đức Phật thì quý vị sẽ làm gì? Có người nói là sẽ chụp hình. Yes. Some say Vietnamese people like taking photo. À, có người nói rằng là người Việt Nam thì rất là thích chụp hình. Is it true? Có phải không ạ? Yes, definitely. So I'm going to take picture. Vì vậy là có người nói là sẽ chụp hình khi gặp Đức Phật. Yes, you may do. Vâng, bạn có thể là. If the Buddha appear, that time the Buddha appear, at that time, then surely in the human realm is not as much as now. Nhưng và thời Đức Phật, khi mà cái thời Đức Phật xuất hiện trên thế gian, và cái thời đó thì cái ngũ dục ở loài người á, thì nó không có nhiều, nó không có hưng thịnh như bây giờ. So, cho nên là hãy kiên nhẫn. Okay. Your wish to take a photo is impossible at that time. Cho nên cái ước mong mà chỉ chụp hình Đức Phật không thể thực hiện được vào cái thời bây giờ. No camera. Không có máy chụp hình. No iPhone. Không có điện thoại iPhone. No iPad. Không có iPad. No video. Không có máy quay phim. So how good is it? Thật là tốt, làm sao? Your mind. Pay attention most on the essence of the Buddha.
Và lúc đó thì cái tâm của quý vị sẽ chú ý hoặc là trực tiếp đến Đức Phật. Sometimes people might be very sure to make an offering. À, thỉnh thoảng cái tâm của người ta rất là trong sạch để mà làm cái việc thiện cúng dường. Nhưng mà khi mà họ biết có người đang chụp hình cái việc họ cúng dường thì cái tâm của họ bắt đầu thay đổi. I see it as a disturbance. Và tôi thấy rằng cái việc chụp hình này là một cái sự trở ngại. Do you agree with me? À, quý vị có đồng ý với tôi không? Yes. So, live simple life and don't use modern devices. The time you do wholesome deeds, it will disturb your power of wholesome state of mind. Như vậy mà quý vị cứ hãy sống một cuộc sống thật đơn giản và đừng có nên sử dụng nhiều cái thiết bị hiện đại, nhất là khi quý vị đang thực hành làm những cái việc thiện sự, và những cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái mãnh lực của các cái thiện tâm ở trong quý vị. So, the gentleman who is going to be venerable quickly decided to ordain. The reason is because he wanted to see the Buddha. He can't help himself not to see the Buddha. Và cái người đàn ông nọ đã xuất gia trở thành ngài Wat Kali, và vị này xuất gia vì muốn gặp Đức Phật, và vị ấy không thể chịu đựng nổi nếu không được gặp Đức Phật. So he ordained, and then he see the Buddha, he went to see the Buddha, he was near the Buddha. Vì vậy vị ấy đã xuất gia, và sau khi xuất gia thì vị ấy gặp Đức Phật, và vị ấy gặp mặt thường xuyên Đức Phật, cũng như thân cận với Đức Phật. The Buddha knew his bhārami. Buddha knew the right time to teach the Dhamma. Và Đức Phật ngài biết được cái ba la mật của vị này, và ngài biết được cái thời điểm nào là thời điểm đúng chín mùi để mà dạy pháp cho vị này. Buddha is the one who knows whom to teach, the right time to teach, where to teach, when to teach, and how to teach. Đức Phật là cái bậc mà ngài biết tất cả, và ngài biết là cái ngài nên dạy ai, dạy vào thời điểm nào, dạy như thế nào và dạy ở đâu. Buddha knew that his five controlling faculties are knowing and achieving. Và cái thời điểm ấy thì Đức Phật biết rằng những năm cái căn của vị này nó chưa có thật sự chín mùi, tức là và do vậy mà Đức Phật đã không có nói một cái lời gì về cái hành động của cái vị này, ngài Wat Kali. Nhưng đến một ngày nọ thì Đức Phật biết rằng đây là cái thời điểm chín mùi để mà chỉ bảo, để mà răn nhắc, dạy bảo cái gì qua cây. What is the use of looking at this repulsive moment? Và Đức Phật đã hỏi vị là cái lợi ích gì, lợi ích nào mà khi mà nhìn vào cái thân nhơ ế này, có lợi ích gì khi mình nhìn vào cái ngắm nhìn cái tấm thân nhơ ế này? Even though you are following all of my steps, even though you see me, you don't see. Và Đức Phật nói, cho dù ông có đi theo ta từng bước chân, cho dù ông có gặp ta nhưng ông không thấy ta. Your Dhamma necessity, Dhamma necessity. Who sees the Dhamma, sees me. Người nào thấy Pháp, người đó thấy ta. Who sees the Buddha? Như vậy thì ai là người thấy Đức Phật? Your Dhamma necessity, Dhamma necessity.
Who sees the Dhamma, sees the Buddha. Người nào thấy chánh pháp, người đó thấy Đức Phật. I repeat my question. Who sees the Buddha? Như vậy, ai là người thấy được Đức Phật? Tôi xin hỏi lại. Those who see the Dhamma, those who learn and practice in the Dhamma. Those who see the Dhamma, see the Buddha. Câu trả lời là, ai mà thấy được cái pháp, thì người đó thấy Đức Phật. Those who just learn the Dhamma, doesn't see the Buddha. Những người nào mà chỉ có học pháp không, thì không phải là thấy Đức Phật. That's why. And to all of you, see. Three phrases that I have to all of you. There are those who didn't see, even though they meet the Buddha. Vì vậy mà tôi cố học lại ba cái câu mà tôi đã giải thích, đã nói với quý vị. Đó là có những người mặc dù họ đã gặp Đức Phật nhưng họ không thấy Đức Phật. Another sentence, another phrase. There are those who sees has seen. They are those who see the Buddha. As they see, as they meet the Buddha. Và có những người họ thấy Đức Phật cũng như là họ được gặp Đức Phật. I will improve my sentence. There are those who see the Buddha with the meeting of the Buddha. Và tôi xin chuyển hai cái câu của mình thêm một chút nữa. Đó là có những người họ đã vừa gặp Đức Phật và vừa thấy được Đức Phật. To another person. There are those who see the Buddha even though they don't meet the Buddha. Và một cái câu khác là có những người mặc dù họ không được gặp Đức Phật nhưng họ thấy được Đức Phật. Nowadays, we can be the top person. Và vào cái thời đại ngày nay chúng ta có thể là cái hạng người thứ ba. Even though we could not meet the Buddha at this present, if we see the Dhamma, we will see the Buddha. Và thời đại ngày nay, ngay cả chúng ta không có cơ hội được gặp Đức Phật nữa, nhưng chúng ta có thể thấy được Đức Phật nếu chúng ta thấy pháp. Who is the Buddha? Như vậy, Đức Phật là ai? Buddha is Dhamma. Buddha is fully enlightened. Đức Phật là một bậc toàn giác, bậc chánh đẳng chánh giác. How could he become the fully enlightened? Và Ngài đã trở thành bậc toàn giác, chánh đẳng chánh giác như thế nào? Because of realizing the Dhamma, he became fully enlightened. Bởi vì Ngài đã chứng ngộ được chánh pháp, cho nên Ngài đã trở thành Đức Phật toàn giác. So the Buddha represents the Dhamma. Như vậy, Đức Phật là bậc đại diện cho chánh pháp. So, the time he was in a palace. In a palace. Và cái thời mà Ngài còn ở trong cung điện. At the time he renounced the world. Và cái thời mà Ngài xuất gia, đi tìm đạo. Before he realized the Dhamma, he had the same body. Và trước khi mà Ngài giác ngộ được chánh pháp, thì lúc đó Ngài có cùng một cái thân thể. So at that time, he is not called the Buddha. Nhưng mà vào những cái thời đó, lúc đó thì Ngài không được gọi là Đức Phật. After he became a Buddha, after he had that same body. Và sau khi Ngài trở thành Đức Phật thì Ngài cũng có một cái thân thể đó thôi. The body is not the Buddha. Và cái thân thể đó không phải là Đức Phật. There are two bodies. Rupa Kaya, Dhamma Kaya.
có hai cái thân thể đó là sắc thân và pháp thân. Rupakaya is physical form. Cái sắc thân chính là cái thân thể vật lý. Dhammakaya is the body of the Dhamma. Và pháp thân chính là cái thân thể của pháp. Because of attaining of the Dhamma, Dhammakaya appears to represent the Buddha. Và bởi vì chứng ngộ pháp, cho nên cái pháp thân mới xuất hiện, và pháp thân này chính là sự đại diện. Tức là Đức Phật là đại diện của pháp thân, là sự biểu hiện của pháp thân. That's why, when you know, when you see the Dhamma at the time, you will see, you will know the Buddha. Do vậy mà khi quý vị có thể thấy và biết được pháp thì quý vị cũng thấy và biết được Đức Phật. So, there a question arose between Venerable Nagasena and King Helena. Và có một câu hỏi xuất hiện giữa cuộc phỏng đáp giữa Ngài Đại Đức Nga Tiên và Vua Helena. Bande Nagasena Ati Bodo Ati. What does it mean? Bande Nagasena Bodo Ati. Venerable Nagasena, is there a Buddha? Và Đức Vua đã hỏi Ngài Nga Tiên như thế này, thưa Ngài, có Đức Phật hay không? Buddha Atiti, to Venerable Nagasena give an answer. Ati Buddha, yes, there is a Buddha. Và Ngài Nga Tiên đã đáp rằng, vâng, có Đức Phật. Quý vị có đồng ý với điều này không? So, the King Milena continued his question. Is it possible to show that Buddha is here, Buddha is there? Và vua Milena đã hỏi tiếp, có thể chỉ ra được Đức Phật ở đây, Đức Phật ở kia không? Nếu mà nói có Đức Phật thì có thể chỉ ra được Đức Phật hay không? So Venerable Nagasena gives an answer. As the Buddha has taken final Nibbana, it is impossible to tell you where, it is impossible to show you that here is a Buddha, there is a Buddha. Và Ngài Đại Đức Hoa Tiên đã trả lời rằng, bởi vì Đức Phật đã nhập vô vi Niết Bàn, cho nên không thể chỉ ra Đức Phật đang ở đây, Đức Phật đang ở kia. And then, the King Milena requested the Buddha. Venerable, can you make an example? Và vua Milinda đã yêu cầu Ngài Đại Đức La Tiên, thưa Ngài cho xin cho một ví dụ. Yes, I can give you an example. Và Ngài đã trả lời, vâng, tôi có thể cho một ví dụ. There is a huge fire. Có một đống lửa. It has been và cái đống lửa này nó đã được dập tắt. At that time, can you tell where the fire? Và vào cái lúc nó đã được dập tắt thì Ngài có thể chỉ cho tôi biết là nó đã đi đâu? So the King Milena gave an answer. As the fire has been extinguished, it is impossible to say that fire is here, fire is there. Và vua Milinda đã nói, bởi vì cái đám lửa đã tắt đi, đã được dập tắt, thì không thể nào nói rằng, chỉ ra là cái lửa nó ở đây hay lửa ở kia. In the same way, as the Buddha has taken fire and nirvana, it is impossible to show that he is here, he is there. Cũng như vậy, khi Đức Phật đã nhập vào vô vi Niết Bàn, thì không thể chỉ ra Đức Phật đang ở đây hay đang ở kia. But with the body of the Dhamma, we can know that the Buddha. Nhưng
Còn với pháp thân thì chúng ta có thể biết được Đức Phật vẫn đang tồn tại. Tuyệt vời. The one who knows, the one who knows, the one who sees, the Dhamma has been really all. But those who can really know, who can really see, the Buddha. Do vậy mà, người nào mà thấy và biết được pháp như nó thật sự là, thì người đó cũng có thể thấy và biết được Đức Phật. How is the Buddha? Why is called a Buddha? Because of the Dhamma. Only when you know the Dhamma, you can understand according to your capability to a certain extent that, oh, Buddha is such great being. Và Đức Phật là như thế nào? Tại sao mà Ngài được gọi là Đức Phật? Chỉ có khi nào mà quý vị thấy được Pháp và thấy ở một cái mức độ nào đó, thì tùy theo cái sự thấy của quý vị mà lúc đó quý vị có thể hiểu được có thể thấy được Đức Phật ở một mức độ đó, và quý vị sẽ nghĩ ra ôi thật là tuyệt vời, thật là vĩ đại làm sao Đức Phật. Those who have realized the Dhamma Kaya here, you should understand precisely what is Dhamma Kaya. Đối với những người mà thấy được pháp thân, cái chữ pháp thân ở đây quý vị cần phải hiểu một cách cụ thể chính xác, pháp thân là gì? Go to a tea. Fourth part knowledge, and fourth part creation knowledge, and nirvana. This is Dhamma Kaya. Đó là những ai đã chứng ngộ bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Tức là bốn đạo, bốn quả là niết bàn, niết bàn. Đó chính là pháp thân. Pháp knowledge arises only once. Đạo nó chỉ tâm đạo nó chỉ khởi lên một lần. But with the same path knowledge, he or she can enter the creation anytime, anywhere, any condition he wants or she wants. Nhưng còn cái tâm quả thì chỉ người đại chứng ngộ đạo và quả thì tâm đạo chỉ khởi lên một lần, nhưng mà vị đó có thể nhập vào tâm quả bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu vị ấy muốn. When you are the one who can realize, who can enter the fruition knowledge, at the time you understand, oh, Buddha is the one who can enter fruition knowledge. I'm the one who can enter the fruition knowledge. You understand what kind of perfected one the Buddha is. Khi bạn là người đã chứng ngộ được và thể nhập được các cái đạo và quả này thì lúc đó và Đức Phật cũng là người đã thể nhập, đã chứng ngộ được đạo và quả, và lúc đó bạn nghĩ rằng ô, Đức Phật cũng là người thể nhập, chứng ngộ, thể nhập đạo quả, và ta cũng là người thể nhập, chứng ngộ đạo quả, như thế nào? Buddha can enter the fruition knowledge. Buddha can take nirvana as an object when he enters the fruition knowledge. I'm the one who can enter in the same way the Buddha can enter the fruition knowledge. Đức Phật là người đã có thể chứng ngộ đạo và quả, lấy niết bàn làm đối tượng, và ta là người có thể cũng có thể chứng ngộ đạo và quả và lấy nước bàn làm đối tượng. Whether you are in under the tree, whether you are in a hut, whether you are in a cave, whether you are in the empty space, whether you are in the airplane, you can see the Buddha. Và ngay khi quý vị đang ở trên xe hơi, cho khi ngay khi quý vị đang ở dưới cội cây, hay là trong căn nhà trống, hay là ngay cả trên máy bay, quý vị cũng có thể thấy Đức Phật. Quý vị có muốn thấy Đức Phật không? Very weak. You want to see the Buddha? Yeah. Rất là yếu. Ngài hỏi lại là quý vị có muốn thấy Đức Phật không? Yeah.
If it is so, what do you need to do? Nếu mà vậy thì quý vị cần phải làm gì? You need to practice meditation. You need to develop concentration. As the Buddha said, the one who is concentrated knows to see the truth as a real. Quý vị cần phải tu tập thiền, quý vị cần phải phát triển định. Như Đức Phật đã nói, những ai phát triển thiền định, tu tập thiền định thì có thể thấy các sự thật như chúng là. Without knowing how to practice the way taught by the Buddha, impossible for all of us to know and see the truth and to know and see the Buddha. Nếu không biết cách thực hành theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy, thì chúng ta không thể nào mà thấy được các sự thật như chúng là. I'm very glad that I got the opportunity to share with all of you to know the way to talk, how to know and see the Dhamma, how to know and see the Buddha. À, tôi rất là vui vì tôi có được cái cơ hội chia sẻ đến quý vị cái con đường của Đức Phật dạy. Cái con đường làm thế nào để có thể thấy và biết các cái sự thật như nó là. Now I have shared with all of you that two kinds of practitioner and by way of practice accordingly, they can know, they can see the Dhamma as they really are, and they can know, they can see the Buddha too, even in this very life. Và tôi đã chia sẻ đến quý vị hai cái hạng hành giả và hai cái cách thực hành của hai hạng hành giả này để làm thế nào mà họ có thể thấy được các sự thật như nó là và làm thế nào để có thể thấy được Đức Phật và thấy được các pháp của Đức Phật là chỉ dạy ngay trong chiếc sống này. Okay, you all have heard this one. This show and another show. Quý vị chắc đã nghe hai cái từ là bờ bên này và bờ bên kia. Where are you now? Và quý vị đang ở đâu? Bây giờ. In this show or in that show? Đang ở bờ bên này hay bờ bên kia? This show. In this show. Okay. So, you cross. And to cross the sea of samsara and to get to the another shore. And to step on the another shore, you need to practice as a pure insight practitioner or as a serenity insight practitioner. Thế vậy thì để băng qua cái đại dương luân hồi. Để qua đến được bờ bên kia, để bước lên bờ bên kia, quý vị cần thực hành tu tập hai cách, đó là thiền quán thừa hoặc là chỉ quán thừa. Is there any other way? Và có cái cách nào khác không? No. Are you sure about it now? Quý vị bây giờ có chắc chắn không? Yes, yes, you must be sure. Quý vị cần phải chắc. Keep in mind, only by doing these two ways, by practicing, absorption concentration, and continue insight meditation. Or, without having developed absorption concentration, go directly insight meditation. Quý vị cần phải ghi nhớ trong tâm rằng, chỉ có hai cách này, đó là một là chỉ quán. Có nghĩa là phát triển an chỉ định, sau đó bước qua hành thiền quán minh sát, và hoặc là cái cách thứ hai đó là đi thẳng vào thiền quán minh sát bằng cách phát triển thiền tứ đại. Do you remember the number that I have given all of you? The one that who? Cross the sea, swimming, cross the sea, in a ship. Which one do you want to be? Quý vị có nhớ cái ví dụ mà tôi đã đưa ra cho quý vị không? Đó là cái người mà muốn bơi qua đại dương
bằng gì muốn qua đại dương bằng cách bơi và đi trên tàu thì quý vị muốn là cái người nào? On the ship. Okay. Whatever you choose, I will teach. Và bất cứ cách nào mà quý vị chọn thì tôi cũng sẽ dạy quý vị. But this is my volition to what all of you. If it is possible, I want you to cross the sea of samsara in this ship. Dù cho quý vị chọn cách nào thì tôi cũng dạy cho quý vị. Tuy nhiên đây là cái ước muốn của tôi. À, tôi muốn quý vị băng qua cái đại dương luân hồi trên một con tàu. Only if you can't cross the sea of samsara in a ship, at that time, please choose another option. Chỉ khi mà quý vị không thể băng qua đại dương luân hồi bằng con tàu, thì lúc đó thì quý vị hãy chọn một cái sự lựa chọn khác. Because I want you to cross the sea of samsara possibly. Bởi vì tôi muốn quý vị băng qua đại dương luân hồi một cách thoải mái, dễ chịu. So if you try to cross the sea of samsara swimming, very harsh. Tuy nhiên nếu quý vị muốn chọn cái cách băng qua đại dương luân hồi bằng cách bơi thì đó là một cái việc rất khó khăn. Yes, I think this is new information for all of you. Tôi nghĩ đây là một cái thông tin nó mới mẻ đối với tất cả quý vị. Before you think, pure insight practitioner is the easiest. Trước đây có lẽ quý vị có cái ý nghĩ rằng trở thành cái thùng quán thừa hàng giả tức là đi thẳng vào thiền vipassana là một cái cách dễ hơn, có phải không? But this is also a general thing for those who come into this existence. With such accumulated karma. But I mean, if they are those who have engaged practice, insight meditation, by practicing all elements in the past, for them, if they choose the way leading to nirvana, by practicing all elements meditation, as a pure insight practitioner in this very life, for them, it's a divine. Nói một cách chung chung, tuy nhiên đối với những người mà họ đến với cuộc đời này bằng cả những cái ba la mật như vậy, có nghĩa là trong quá khứ họ đã từng hành thiền tứ đại và họ chọn cái cách băng qua luân hồi, đại dương luân hồi bằng cách thực hành thiền tứ đại và đi thẳng vào thiền quán vipassana thì cái cách này cũng tốt. But the stronger the concentration, the better the penetration. According to our teaching experiences, according to the experiences of the meditator, only after having developed deep concentration, if you continue insight meditation, it is very helpful. Tuy nhiên, cái định càng mạnh thì cái khả năng quán càng mạnh. Theo kinh nghiệm của những người thiền sư chúng ta và kinh nghiệm của các thiền sinh, thì sau khi mà họ phát triển định mạnh thì họ có thể quán sát thẩm thấu được các cái pháp của ở thiền quán sâu hơn, rõ hơn. Và cái cách phát triển định nó rất là hữu ích. I will explain all of you how to practice anapana meditation to develop absorption concentration in a way you should understand. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích đến quý vị cái cách mà hành thiền niệm hơi thở phát triển cái an chỉ định theo cái cách mà quý vị cần phải hiểu cho đúng lắm. When we practice anapana, we can't practice, we should not practice the way we want. We should follow the way the Buddha wants us to practice. Khi chúng ta hành thiền niệm hơi thở thì chúng ta không nên hành. Chúng ta không thể hành theo cái cách mà chúng ta muốn, mà chúng ta nên hành theo cái cách mà Đức Phật dạy và Đức Phật muốn chúng ta hành.
When the Buddha talked on Anapana meditation, as a Samatha meditation, Buddha taught us to focus on the concept of meditation. Khi Đức Phật dạy thì hơi thở đề mục, thì hơi thở như là một cái đề mục của thiền chỉ. Thì với vị Đức Phật dạy, cái hơi thở như là một cái khái niệm. So, when you say like this, you need to pay attention on the concept of meditation. They raise the question. Và khi mà chúng ta tập trung trên hơi thở thì chúng ta nên tập trung trên cái khái niệm của hơi thở và có một cái câu hỏi sẽ được phải lên. What is concept of the breath? Vậy thì khái niệm của hơi thở là gì? So, when you are breathing in, when you are breathing out, the breath is touching at the starting point. Khi quý vị thở ra, hít vào, khi quý vị thở ra thì cái hơi thở chạm ở một cái điểm nào đó. So if you pay attention on the breath, you need to ignore the phenomena of thought and such as heat or cold, pushing, hardness. You need to ignore that. You need to pay attention, breath and breath. Khi mà quý vị ghi nhận hơi thở, tập trung trên hơi thở, thì quý vị cần phải bỏ qua các cái đặc tính của tứ đại trên hơi thở, ví dụ như nóng, lạnh, đẩy, cứng, v.v. Và chỉ tập trung trên hơi thở như là hơi thở mà thôi. So you need to balance the way you make an effort. Và quý vị cần phải vun bình cái nỗ lực mà quý vị đặt trên cái hơi thở. If you put much effort, you will know the characteristics of thought and mind. Nếu quý vị mà bỏ ra quá nhiều cái tấn lực, cái nỗ lực thì quý vị sẽ ghi nhận cái đặc tính của hơi thở. If you put much effort, you will know the touch more. Và nếu quý vị đặt quá nhiều nỗ lực quả là cố gắng quá nhiều thì quý vị sẽ ghi nhận nhầm qua cái điểm xúc chạm. Object of Anapana meditation is not the touch, the breath is touching there. Và cái đối tượng của thiền niệm hơi thở nó không phải là cái điểm xúc chạm mà là chính là cái đề mục là cái hơi thở ở cái nơi mà nó đang xúc chạm. If the breath is touching there, so if you focus on the breath then, you can know the touch easily if you put a little bit more effort. Bởi vì cái hơi thở nó đang xúc chạm ở một cái điểm đó, cho nên nếu quý vị mà nỗ lực quá nhiều, tấn quá nhiều thì quý vị sẽ bị ghi nhận nhầm sang cái điểm xúc chạm. Because of putting much effort, you know the touch rather than the breath. Bởi vì cố gắng quá nhiều, nỗ lực quá nhiều, cho nên quý vị sẽ ghi nhận cái điểm xúc chạm nhiều hơn là hơi thở. Because of this, you feel tension, hardness, you feel discomfort. Bởi vì cái lý do này mà quý vị sẽ bị căng thẳng, sẽ bị cảm thấy cứng và sẽ bị không thoải mái, khó chịu. So, meditation practices not for dukkha, but như vậy là cái việc tu tập thiền là nó không phải là để đưa đến khổ mà nó đưa đến an lạc. Many meditators, many beginners, they encounter much dukkha. Rất nhiều thiền sinh, rất nhiều người mà mới bắt đầu hành thiền gặp rất là nhiều cái khổ. You know what is the reason? Quý vị có biết tại sao không? Because we are greedy creatures. Bởi vì chúng ta là cái loài tham lam. You agree with it? Quý vị có đồng ý với cái điều này không? Yeah. Whatever we do, we want to be successful. Bất cứ chúng ta làm cái gì thì chúng ta đều muốn thành công. Whatever we do, we want to see the improvement. Bất cứ chúng ta làm cái gì thì chúng ta đều muốn có sự tiến bộ. We always think about result. Chúng ta luôn nghĩ tới kết quả. If you want result, you will not get it. Nếu mà quý vị muốn cái kết quả thì quý vị chẳng có được nó. If you practice meditation,
with much desire, you will get what you don't desire. Nếu quý vị hành thiền với cái tâm không mong cầu ham muốn quá nhiều thì quý vị không có được những gì mà quý vị chỉ muốn. No, please beware. The very opposite to the way of making living. Quý vị hãy quán chiếu cái cách hành thiền nó rất là khác, nó rất là trái ngược với cái cách mà chúng ta kiếm sống ở ngoài đời. When we make our living, we are pursuing after the sensuality. Khi chúng ta kiếm sống ở ngoài đời thì chúng ta chạy theo những cái ngũ dục. With much desire, you must. Và với cái tâm càng ham muốn thì chúng ta càng phải làm. The more we desire, the more we have striving. Chúng ta càng ham muốn bao nhiêu thì chúng ta càng có động lực làm bấy nhiêu. The more we make much effort with much desire, we will reach more earlier. Và chúng ta càng ham muốn nhiều, chúng ta càng nỗ lực tinh tấn càng nhiều thì chúng ta có thể sẽ đạt đến cái kết quả. But in meditation, the more you desire, the more you encounter difficulty. Nhưng mà trong cái việc hành thiền đó, quý vị càng ham muốn nhiều bao nhiêu thì quý vị càng gặp nhiều khó khăn bấy nhiêu. So without desiring anything, without expecting anything, you need to go before the object simply with peace of mind. Và quý vị cần phải tập trung trên cái đề mục thì của mình một cách đơn giản mà không có cái tâm ham muốn, không có cái tâm mong cầu gì cả. The time we pursue, the time we make our living, our mind is emotionally troubled. Cái lúc mà quý vị làm cái việc làm để kiếm sống thì cái tâm quý vị nó rất là nhiều cái ham muốn và rất là nhiều cái sự dằn co và có rất là nhiều cái cảm xúc. When we are pursuing after sensuality, happy, peace of mind, or happy emotional state of mind. Yeah. Peace of mind, or happy emotional. Một người khi mà họ đang theo đuổi ngũ dục thì họ có nhiều cái loại tâm trạng cảm xúc hay là họ có được cái sự an bình trong tâm? You don't know? Emotion. Có rất nhiều cái loại tâm trạng. No peace of mind. Và không có được cái sự an lạc. Meditation. You need mindfulness, you need wisdom. Nhưng trong cái việc hành thiền, quý vị cần có chánh niệm và quý vị cần có trí tuệ. Only when the mind is calm, it is possible to develop mindfulness and wisdom. Chỉ khi cái tâm quý vị lắng dịu thì khi đó mới có thể phát triển được chánh niệm và phát triển được trí tuệ. That's why we need the opposite state of mind. When we pursue after sensuality, we need emotion. But when we seek for the Dharma, we need calm mind. Vì vậy mà chúng ta cần có cái tâm trái ngược. Khi chúng ta theo đuổi ngũ dục thì chúng ta cần có nhiều cái tâm trạng khác nhau. Tuy nhiên khi chúng ta mà tìm kiếm chánh pháp thì chúng ta cần có một cái tâm lắng dịu. Rồi, your attitude, your point of view must be improved the time you're going to practice meditation. Do vậy mà cái thái độ, cái quan điểm của quý vị nó cần phải được thay đổi khi mà quý vị hành thiền. The object of meditation object, sorry, I should say like this. Sensuality is the object of defilement. Tôi nên nói thế này, cái tắc những cái phiền não, cái ngũ dục đó chính là cái đề mục của những cái phiền não. Meditation object is not the object of desire. Và cái đề mục của thiền nó không phải là những cái đề mục của các cái phiền não. It is the object of mindfulness and wisdom. Và đề mục thiền nó là cái đề mục của chánh niệm và trí tuệ. Where there is no calm mind, there will be no mindfulness and wisdom. Nếu mà không có cái tâm lắng dịu thì sẽ không có cái tâm chánh niệm và trí tuệ. If there is no calm mind,
you can't make grow off defilement and wisdom. Grow off? You cannot make grow off mindfulness and wisdom. Nếu mà không có cái tâm lắng dịu thì quý vị không thể phát triển được cái tâm chánh niệm và tâm trí tuệ. That's why always make the mind calm at the beginning of every sitting. Vì vậy mà quý vị hãy làm cho cái tâm của mình lắng dịu xuống và mỗi khi mà quý vị bắt đầu cái thời hành thiền của mình. So when you focus on the object, in-breath and out-breath, for sure, for beginner, impossible to maintain continuity for a long time. Khi quý vị tập trung trên cái hơi thở vào, hơi thở ra, đối với những người mới bắt đầu, thì chắc chắn là quý vị không thể nào mà tập trung liên tục được. Suppose if you can focus for 1 minute, please, happy. Giả như quý vị có thể tập trung được trên cái hơi thở này trong vòng 1 phút, thì quý vị hãy vui với điều đó. Và hãy cố gắng tiếp tục phát triển thêm 1 phút nữa, 1 phút nữa cho đến được 5 phút. If you could focus for 5 minutes, increase another 5 minutes more. Nếu quý vị có thể tập trung chánh niệm trên hơi thở được 5 phút, thì quý vị hãy cố gắng tiếp tục phát triển, tập trung thêm 10 phút nữa. Don't be greedy to increase immediately to 30 minutes per hour. Và đừng có tham lam, mong muốn rằng, mình sẽ cố gắng tập trung chánh niệm ngay lập tức đạt đến 30 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ. It is the cause of suffering. Và đây chính là cái nguyên nhân của cái việc khổ. If you expect much, you know what is going to happen. Nếu mà quý vị mong muốn nhiều quá thì quý vị có biết điều gì sẽ xảy ra không? There is a thing. Expectation is the main source of depression. À, có một cái câu nói rằng là mong muốn nhiều quá, mong muốn là cái nguyên nhân của expectation is the main source of depression. Căng thẳng, bị trầm cảm. You get it? Mong muốn nhiều quá sẽ đưa đến trầm cảm. You get it? Yeah. If we expect too high, too much, if we don't get contentment. Nếu mà quý vị mong muốn nó quá cao, quá nhiều thì nếu quý vị không đạt được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rồi quý vị cảm thấy stress, thấy trầm cảm. Wish not expect. Có người hỏi rằng là mình nếu mà mong muốn để thấy được khác thì có được không? Có thể không? Thì thiền sư trả lời đó là ước nguyện chứ không phải là cái sự mong cầu. Keep in mind that all the successful practitioners start with 1 minute. Và hãy ghi nhớ rằng tất cả những người hành thiền đã thành công, họ đều bắt đầu với cái 1 phút. Increasing a little bit, increasing a little bit, finally they reach to their goal. Và họ đã tu tập tiến bộ từng chút một và cuối cùng họ đã đạt đến cái mục đích cuối cùng. Don't forget all the beginnings of the quý vị đừng bao giờ quên rằng tất cả những cái bước khởi đầu nó đều rất là nhỏ nhịn. True. Đúng không ạ? Yeah. Why do we grow? How do we grow? Chúng ta đã trưởng thành như thế nào, đã trở thành già như thế nào, làm bằng cách nào? Now you're big. Bây giờ quý vị ai cũng lớn. Your start is very small. Và cái điểm khởi đầu của quý vị thì rất là nhỏ. That's why all the beginnings are small. Do vậy mà tất cả những cái điểm khởi đầu nó đều rất là nhỏ. You must start something. Và tất cả chúng ta đều cần phải bắt đầu từ đó. But we must be determined to increase, increase, increase a little bit, a little bit.
Và chúng ta cần phải quyết tâm là mỗi ngày mình tiến bộ, mình phải phát triển thêm từng chút từng chút. And then slowly you eat as you cook it for 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 hour, 1.5 hours, very great. Và một ngày một lúc nào đó quý vị sẽ tăng dần đến 30 phút, 40 phút, 50 phút, 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi, rất là tuyệt vời. So, in general, if you could focus well, if you could focus on the breath for 1.5 hours with good quality, by the time it will produce it. Một cách chung chung thì tổng quát, nếu mà quý vị có thể chánh niệm liên tục trên hơi thở đến khoảng 1.5 tiếng đồng hồ với một cái phẩm chất chất lượng của chánh niệm tốt, thì vào lúc đó thì nó sẽ xuất hiện cái ánh sáng. Mostly when the light appears, at the time the light appears somewhere in front of you, a little bit far distance from your nostrils, above, below, left. Hầu hết khi cái ánh sáng nó mới xuất hiện thì nó thường hay xuất hiện là ở xa cái gương mặt của ngay, hoặc là ở trên, hoặc ở bên dưới, hoặc ở bên phải, bên trái. At the time, the light will attract you as it is very new. Lúc ấy thì cái ánh sáng nó sẽ làm cho quý vị cảm thấy hấp dẫn, bởi vì lúc này nó rất là mới mẻ đối với quý vị. Và cái tâm chúng ta nó rất là thích thú đối với những cái điều mới lạ. At the time, all the practitioners need to train to ignore the light just by focusing on the breath as usual. Và những cái lúc đó thì tất cả những người hành giả cần phải huấn luyện tu tập cho cái tâm mình không nên thích thú đối với cái ánh sáng và nên bỏ qua và chỉ tập trung trên cái hơi thở như thường lệ. If they can do so, just focusing on the breath continuously longer. Longer, the light that appears a certain distance in front of the face, below or above, and so on, it will come closer. Nearer to the nostril. Và nếu mà quý vị có thể tiếp tục niệm tâm, chánh niệm trên cái hơi thở một cách tiếp tục lâu và tốt, thì một thời gian sau thì cái ánh sáng vốn cứ đây mới xuất hiện ở xa. Ở bên trên, bên dưới hay bên phải, bên trái thì từ từ nó sẽ đến gần lại. When it comes close to the nostril, at the time also keep focusing on the breath as usual, ignoring the light. Và khi cái ánh sáng nó đến gần lại chỗ cái khu vực trước phía mũi, thì lúc đó quý vị cũng vẫn lại tiếp tục giữ cái tâm chánh niệm tập trung trên hơi thở như thường lệ. Finally, the light. Và cuối cùng thì cái ánh sáng này nó sẽ hòa nhập với hơi thở là một. You see the light at the same place you focus. Và quý vị sẽ thấy cái ánh sáng ở ngay cái nơi mà quý vị cũng đang thấy cái hơi thở. Light and breath become one. Và ánh sáng với hơi thở là một. When they start to define, it is unstable yet. Và khi nó mới bắt đầu hòa là một thì nó chưa có thật sự ổn định. At the time, you only need to engage, you only need to keep focusing on the breath as usual, even though you see together with the light. Và vào cái thời điểm đó thì quý vị cần phải tiếp tục gắn bó với cái việc mà tập trung trên hơi thở như thiền thường lệ, mặc dù quý vị đã thấy cái ánh sáng. You need to continue focusing on the breath even though you see the breath together with the light. Quý vị cần phải tiếp tục tập trung chánh niệm trên hơi thở cho dù quý vị đã thấy ánh sáng. When the unification lasts for 30 minutes, you can see the light becomes steady. Và khi mà cái ánh sáng với hơi thở nó hòa làm một trong vòng 30 phút đồng hồ, thì lúc đó thì ta có thể nói là nó bắt đầu ổn định. When the unification lasts for 30 minutes, you can switch awareness on the light and nimitta from the breath. Và khi cái ánh sáng và hơi thở hòa là một với nhau
sau 30 phút thì nó ổn định, thì lúc đó quý vị có thể chuyển cái tâm tập trung của mình sang cái ánh sáng, từ hơi thở chuyển sang tập trung trên ánh sáng, và đây gọi là nidhika. If you can be shape focusing on the light, nidhika, radiating longer time, the concentration will become stronger, the light will become brighter. Và nếu quý vị có thể tiếp tục tập trung chánh niệm, duy trì chánh niệm trên cái nidhika này lâu hơn nữa, thì cái ánh sáng nó sẽ trở nên sáng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. But if you can't focus well, continue the longer time on the nidhika, the light and concentration will get weak. Nhưng nếu quý vị không thể tập trung lâu và tốt ở trên cái ánh sáng nidhika này, trên cái nidhika này, thì cái ánh sáng nó trở nên yếu đi, yếu dần đi. If it happens like this, you should focus back on the breath. Và nếu mà nó xảy ra như vậy thì quý vị nên quay về tập trung lại trên hơi thở. Và khi mà cái ánh sáng, cái nidhika nó trở nên mạnh mẽ, nó sáng rực hơn trở lại, thì lúc đó quý vị lại chuyển sang tập trung trên cái nidhika. By focusing on the nidhika, 1 hour, 1.5 hours, 2 hours, finally, you will attain absorption dhyana. Với cái việc tập trung liên tục mà tiêm nidhika một cách tốt, thì trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì cuối cùng quý vị có thể đạt được an chỉ định. So, you know, when you see the Dhamma and you see the Buddha, the first blessing for all of you is we all be able to attain first Dhamma. Và để có thể thấy được chánh pháp, để có thể thấy được Đức Phật, cái điều ước nguyện đầu tiên của tôi đối với quý vị đó là cầu mong cho quý vị có thể nhập được sơ thiền. After having attained absorption dhyana concentration, we all be able to continue practicing insight meditation, and we all be able to realize the Dhamma in this very life. Và sau khi đã nhập được các phần thiền, tôi cầu chúc cho quý vị có thể tiếp tục hành được thiền quán minh sát, và cuối cùng có thể chứng ngộ được giới hạnh ngay trong kiếp sống này. Sa-du-sa-du.